Xin chào những người nghe mang dòng máu kia đỏ, chúc anh em một buổi chiều vui vẻ. Giờ mời anh em đến với nội dung chính của bản tin chiều. Tiết lộ lý do MU chưa thể mua cầu thủ hè này. Đây sẽ là tháng 6 thứ hai liên tiếp mà Man United không ký hợp đồng với bất kể cầu thủ nào, trong khi nhà Glazer cân nhắc các đề xuất tiếp quản. Trong khi các nhân vật tại Man United khẳng định các quy tắc về lợi nhuận và tính bền vững đang cản trở khả năng mua bán của Man United, thì các nguồn tin bên ngoài lại cho rằng chính gia đình Glazer mới đang khiến quỷ đỏ chưa thể mua được ai. Nhà Glazer chưa bao giờ đầu tư một xu nào vào United kể từ khi họ hoàn tất việc tiếp quản vào tháng 5 năm 2005. Các nguồn tin của Quỷ Đỏ đã gợi ý rằng MU có ngân sách khoảng 120 triệu bảng và sẽ được bổ sung thêm bằng bất kỳ doanh số bán cầu thủ nào. Con số này thấp hơn so với ngân sách 150 triệu bảng mà các cựu huấn luyện viên Luis Van Gaal, Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer từng có được. Việc bán United sắp xảy ra được nhiều chuyên gia cho rằng chính là nguyên nhân nhà Glazer hiện chưa muốn đầu tư tiền trên thị trường chuyển nhượng. Điều mà các nhà quan sát trong ngành tin rằng đó chính là điều kìm hãm United nhiều hơn so với các quy định của luật công bằng tài chính. United có sẵn 260 triệu bảng trên cơ sở tín dụng xoay vòng, được rút ra từ ngân sách 300 triệu bảng. Một nguồn tin tài chính cho biết, việc để lại 40 triệu bảng chưa thanh toán trong cơ sở tín dụng có nghĩa là MU đang cần tiền mặt. United dự đoán doanh thu kỷ lục lên tới 640 triệu bảng trong quý 3 được công bố vào thứ ba. Với việc nhà Glazer đang có ý định bán câu lạc bộ, nên điều hợp lý được lý giải rằng tình hình tài chính của United phải mạnh nhất có thể để duy trì giá cổ phiếu cao. Hiệu ứng dây chuyền dẫn đến việc gia đình Glazer sẽ không chi tiêu đồng vốn nào nếu họ thấy không cần thiết. Mặc dù đã chi hàng trăm triệu USD cho việc tuyển dụng trong thập kỷ qua, nhà Glazer lại nổi tiếng với sự tiết kiệm. Họ cũng đã không chấp nhận một lần mở rộng nào của sân Old Trafford trong suốt 18 năm sở hữu của họ. Rõ ràng, gia đình Glazer mới đang là nguyên nhân chính khiến Quỷ Đỏ chưa thể mua được ai trong hè này, chứ chưa đến lúc luật công bằng tài chính phải can thiệp. Do gì phán quyết của Ten Hag cho Sancho? Chia sẻ trên Give Me Sport, ký giả Steve Bate đã mang đến những cập nhật mới xoay quanh ngôi sao người Anh. Trao đổi về tương lai của Sancho, ký giả này cho biết bán đi Sancho không nằm trong danh sách ưu tiên của Ten Hag vào mùa hè này, với nguồn tin nội bộ khẳng định rằng cầu thủ 23 tuổi sẽ có thêm một mùa giải nữa để chứng tỏ bản thân. Nếu xuất hiện một lời đề nghị có thể chấp nhận dành cho cựu sao Bundesliga, MU sẽ khơi dậy một cuộc thảo luận. Nhưng những cầu thủ khác đang xếp hàng trước Sancho để rời khỏi sân Old Trafford. MU đã phải trả một khoản tiền khổng lồ 73 triệu bảng cho Dortmund vào 2 năm trước. Và thật đáng buồn cho những người hâm mộ khi Sancho đã không đạt được phong độ đỉnh cao như khi còn thi đấu cho Dortmund, và đóng góp của cậu ấy là không đáng kể. Mùa trước, Ten Hag đã gửi Sancho đến Hà Lan để có thể cải thiện tâm lý và trình độ. Trong bối cảnh có những thông tin cho rằng ngôi sao người Anh cảm thấy mong lung, gặp khó khăn với cuộc sống ở Manchester. Nhưng hiện tại, với việc Ten Hag muốn định hình lại đội bóng, Sancho có thể sẽ không được đá chính trên hàng công. Inter từ chối đề nghị đầu tiên của MU cho Onana. Sport Italia tiết lộ lời đề nghị đầu tiên của Manchester United cho Onana trị giá 45 triệu euro. Tuy nhiên, đội bóng chủ quản là Inter Milan nhanh chóng từ chối mức giá đầu tiên từ Quỷ Đỏ. Nerazzurri muốn ít nhất là 60 triệu euro để bán thủ môn số 1 của họ ở mùa giải vừa qua. Thực tế, lời đề nghị của MU mới là khởi đầu. Người đỏ thay Manchester khả năng cao tăng giá trong lần hỏi mua tiếp theo. Huấn luyện viên Ten Hag xem Onana là mục tiêu chuyển nhượng quan trọng trong mùa hè năm 2023. Chiến lược gia người Lan muốn giải quyết bài toán trong khung gỗ trước khi chuyến du đấu hè 2023 tại Mỹ bắt đầu vào giữa tháng 7. Ten Hag cũng chẳng lạ gì năng lực của cậu học trò cũ tại Ajax. Ngay trong mùa giải đầu tiên đến Inter Milan theo dạng tự do, thủ môn người Cameroon đã xoán ngôi của Sami Handanovic. Thời huấn luyện viên Ten Hag còn làm việc tại Ajax, Onana ra sân tới 145 lần và được chiến lược gia người Lan mô tả như là một thủ môn bậc thầy trong khả năng dùng chân để kiểm soát hai chuyền bóng. Về phần Inter, đội bóng Á quân Champions League mùa giải vừa qua cũng sẵn sàng bán Onana trong bối cảnh gặp khó về tài chính. Corriere dello Sport tiết lộ đại diện Serie A bắt đầu đàm phán với Shakhtar Donetsk để mua thủ môn Anthony Tubin trong trường hợp Onana rời đi. MU nối lại đàm phán với Chelsea vụ Mason Mount. Theo The Telegraph, Man United đã quyết định nối lại đàm phán với Chelsea vụ Mason Mount. Quỷ Đỏ vẫn rất muốn có cầu thủ người Anh trong đội hình. Tuần trước, MU đã đưa ra đề nghị thứ ba và được cho là lời đề nghị cuối cùng cho thương vụ Mason Mount. Tuy nhiên, Chelsea đã từ chối lời đề nghị của Quỷ Đỏ. The Blues muốn 65 triệu bảng cho ngôi sao của mình. MU cho rằng đó là số tiền quá lớn cho một cầu thủ còn 12 tháng trong hợp đồng.
và được cho là đã chấm dứt sự quan tâm dành cho tiền vệ người Anh. Tuy nhiên, theo The Telegraph, Man United đã quyết định nối lại đàm phán với Chelsea vụ Mason Mount. Quỷ đỏ vẫn rất muốn có cầu thủ người Anh trong đội hình. Theo nguồn tin trên, MU vẫn kiên quyết không muốn trả hơn 55 triệu bảng cho cầu thủ 24 tuổi, nhưng sẵn sàng đàm phán về cấu trúc thanh toán. Theo đó, MU có thể trả số tiền mua Mason Mount một lần thay vì nhiều lần. Quỷ đỏ hy vọng điều này sẽ khiến Chelsea thay đổi quan điểm của mình. MU sẽ tập trung trở lại vào đầu tháng 7. Huấn luyện viên Ten Hag rất muốn có sự góp mặt của các bảng hợp đồng mới để họ có thời gian tối đa làm quen với đội bóng mới. MU nhận báo giá cho Kudus. Trong vòng 9 tháng kể từ khi được bổ nhiệm, huấn luyện viên Ten Hag đã mang về Lisandro Martinez và Anthony từ câu lạc bộ cũ của ông. Có thông tin cho rằng huấn luyện viên người Hà Lan đang tìm cách ký hợp đồng với cầu thủ thứ ba mà ông đã từng làm việc ở Ajax, chính là Kudus. Trong mùa giải vừa qua, cầu thủ 22 tuổi đã có phong độ ấn tượng cho câu lạc bộ Hà Lan, ghi 18 bàn và có 6 pha kiến tạo sau 41 lần ra sân trên nhiều đấu trường. Anh đã giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của Ghana vì những thành tích ấn tượng cho cả câu lạc bộ và tuyển quốc gia. Tiền đạo này đã thu hút sự quan tâm từ Brighton và Manchester United. Anh hiện còn hơn 2 năm trong hợp đồng với Ajax. Vẫn chưa chắc liệu cầu thủ 22 tuổi này có thể lặp lại phong độ của anh ở Premier League hay không. Nhưng hiện tại, theo Daily Mail, Ajax đã đưa ra mức định giá 40 triệu bảng cho cầu thủ này. MU chính thức hỏi mua Caicedo. Theo Talksport đưa tin, Manchester United hiện đã chính thức nói chuyện với Brighton về một thỏa thuận khả thi cho ngôi sao Moises Caicedo. Quỷ đỏ sẽ tìm cách mang về tuyển thủ Ecuador nếu thương vụ chiêu mộ ngôi sao Mason Mount của Chelsea thất bại. Điều thú vị là Chelsea có liên hệ mật thiết với việc chiêu mộ Caicedo và vẫn là ứng cử viên hàng đầu để giành chữ ký của cầu thủ này, trong khi MU đang âm mưu phá vỡ thỏa thuận. Chelsea được cho là sắp đồng ý các điều khoản cá nhân với Caicedo và sẽ mở các cuộc đàm phán với Brighton trong 24 giờ tới khi hai câu lạc bộ tìm cách đồng ý một khoản phí. Brighton đã từ chối đề nghị ban đầu trị giá 60 triệu bảng của Chelsea và người ta cho rằng Seagulls đang tìm kiếm một người mua mới phù hợp với giá bán phải ngang bằng với Declan Rice. Nhưng bây giờ, người ta cho rằng 80 triệu bảng có thể đủ để thuyết phục Brighton bán đi cầu thủ của mình. Caicedo vừa trải qua một mùa giải tuyệt vời tại Brighton, giúp họ cán đích ở vị trí thứ 6 và giành một suất tham dự Europa League. Cầu thủ 21 tuổi, người suýt chuyển đến Arsenal vào kỳ chuyển nhượng tháng 1, đã có 53 lần ra sân cho câu lạc bộ bờ biển phía Nam kể từ khi chuyển đến Anh vào năm 2021. MU sẽ hoàn tất hợp đồng với Amas vào cuối tuần. Man United được cho là sẽ hoàn tất việc ký hợp đồng với hậu vệ được đánh giá cao của Watford, Harry Amas vào cuối tuần này. Amas được coi là một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất châu Âu hiện tại và một thỏa thuận đã được đồng ý cho cầu thủ 16 tuổi, người đã lọt vào đội 1 của Watford mùa trước. Đó là một đòn giáng mạnh cho Watford vì Amas sẽ là cầu thủ trẻ thứ hai có triển vọng rời câu lạc bộ này trong kỳ chuyển nhượng năm nay, sau Arjen Robben, người đã từ chối hợp đồng chuyên nghiệp với câu lạc bộ và gia nhập FC Utrecht ở Hà Lan. Theo thỏa thuận được đào tạo hiện tại của Amas với Watford, United sẽ phải trả tiền bồi thường để đưa tài năng trẻ này về câu lạc bộ. The Hornets rất muốn giữ chân thần đồng tuổi tin của mình và đã đề nghị cho anh ấy một hợp đồng chuyên nghiệp ngoài hợp đồng học bổng hiện tại. Nhưng tờ Manchester Evening News đưa tin, Amas hiện đang trên đường đến Manchester. Amas đã ở Vicarage từ năm 9 tuổi và đã ra sân cho đội U18 và U21 của câu lạc bộ, bao gồm cả những màn trình diễn ấn tượng trước Everton và Arsenal ở FA World Cup mùa trước. Amas dự kiến sẽ là một phần của đội tuyển Anh tham dự World Cup U17 diễn ra vào mùa hè này sau khi đã thi đấu cho đội tuyển Anh ở cấp độ trẻ.